Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, tiếp tục mang đến cho các bác bộ sưu tập với rất nhiều những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ nhiều các thương hiệu. Mời các bác cùng theo dõi video nhé. Rồi, và chiếc đồng hồ đầu tiên em mang đến cho các bác trong video ngày hôm nay, một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Technot. Nhắc đến thương hiệu Technot thì em chắc hẳn là các bác mình cũng rất là quen thuộc đối với cái thương hiệu này rồi đúng không ạ? Một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Chiếc Technot thiết kế với cái phong cách rất là nam tính. Form mặt vuông các bác nha, vuông thành bén cạnh này. Em này thì sở hữu phần cọc số dạng khối và có một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Phía dưới mặt đáy thép có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technot ở đây. Em này thì sẽ là một cái dây khóa chun nha, dây linh kiện. Em này là một chiếc dây khóa chun của Mỹ này, đấy, hàng xịn sò cho các bác luôn nhé. Chiều ngang của em này là 32 cùng với chiều dọc sẽ là size 30 ạ. Size chéo là 39 và nó tương đương với một chiếc đồng hồ form tròn khoảng size mặt 33-34 nha các bác. Chiếc Technot sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay cho các bác nữa. Nó rất là tiện trong quá trình sử dụng cho mình nha. Cái form của nó cực kỳ là sắc nét luôn ạ. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em ướm thử lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đấy. Dáng tanh nha. Dáng tanh form cực chất luôn ạ. Em này thân vỏ thép sáng bóng, độ mới cực kỳ tốt. À, bác nào yêu thích và muốn sưu tầm cũng như là sở hữu em đồng hồ Technot này thì các bác có thể chốt đơn cho em nha. Mã số 1 ngày hôm nay có giá là 1 triệu 480 nghìn. Đó các bác, chốt đơn qua Zalo số điện thoại bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Một là mình có thể đặt cọc tới 200 nghìn một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Và ngoài ra, đối với các bác lần đầu biết đến cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì mình đừng quên ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem các video của kênh một cách sớm nhất nhé. Rồi qua mã đồng hồ số 2 mang đến cho các bác một chiếc Longines. Longines Đô Đốc 5 sao, một trong những phiên bản đồng hồ cơ cổ cao cấp và nổi tiếng bậc nhất của thương hiệu đồng hồ Longines, một trong những cái thương hiệu hàng đầu của Thụy Sĩ các bác này. Em này thì vẫn còn rất là đẹp các bác nha. Cọc số chải tia, lịch góc 3 giờ này, đó, biểu tượng 5 ngôi sao trên phần mặt. Cái phần mặt niềng bên trong này thì sẽ là niềng vàng nha. Nó kết hợp với hai cái màu trắng và đen, trắng và vàng đó, tạo cho nó cái form mặt rất là sang luôn. Thân vỏ thép không gỉ. Thân vỏ thép không gỉ này, nốm zin nha. Có khắc tên thương hiệu đồng hồ Longines ở đây. Dây khóa cũng là dây nguyên bản của đồng hồ này, dây Longines ạ. Chiều ngang size 35. Chiều dọc nếu như mà tính cả chân càng thì sẽ là size 40 các bác nhé. Em này thì mặt kính phẳng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy được cái phần mặt nền bên trong rất là sắc nét luôn á. Với bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây là phần mặt của chiếc Longines này. Form cực nét luôn ạ. Thương hiệu hàng đầu của Thụy Sĩ. Quá là xứng đáng để cho các bác sưu tầm trong cái bộ sưu tập lần này của cửa hàng Kiên nha. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. Về bộ máy bên trong thì đây ạ, ngay trên màn hình này chính là bộ máy của chiếc Longines này nha các bác. Một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Longines Thụy Sĩ này. Đấy. Đây là máy trong này. Máy rất là sáng và đẹp nha. Em này thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi, nên là các bác hoàn toàn mình yên tâm sử dụng nhé. Rồi và các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã số 2 có giá là 4 triệu 980 nghìn này. Em tiếp tục qua mã số 3 nha, mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ cổ của thương hiệu đồng hồ One Time.
Đây là một chiếc One Time Central, được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Sở hữu phong cách trông rất là vintage như thế này. Form trứng các bác nha. Em này thì phần cọc số trải tia, có cài đá đen và có một ô click cock 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài toàn bộ sẽ là vỏ thép không gỉ như này. Đây là một cái form máy rất là độc đáo để cho các bác giao lưu và sưu tầm nha. Đấy. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay nữa này. Với chiều ngang size mặt là 34, cùng với chiều dọc sẽ là size 40 nha. Đây là một form khá là lớn so với những cái dòng đồng hồ cơ cổ cùng phân khúc nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. One Time Central Automatic. Máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay. Đó, form trứng. Đeo lên tay rất là lạ mắt luôn. Về phần máy bên trong thì đây ạ. Ngay trên màn hình này chính là bộ máy của chiếc đồng hồ One Time này nha các bác. Máy tự động nguyên bản của One Time Thụy Sĩ này. Và đây là một cái bộ máy cơ tự động với 20 năm chân kính. Máy 188395. Đấy. Máy rất là sáng và đẹp nha. Em này thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đó, bác này yêu thích mẫu đồng hồ One Time này chốt đơn cho em. Mã số 3 này, có giá là 2.380.000. Tiếp tục qua mã số 4, Centina Water King 275. Chiếc đồng hồ được ra mắt vào năm 1974. Đó. Thương hiệu Centina là một thương hiệu chuyên sản xuất các dòng máy cho nam nha. Phong cách rất là nam tính, khỏe khoắn. Cọc số có cài đá đen và có một ô cửa lịch cóc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ và phần nốm zin nguyên bản. Chiều ngang trên này sẽ là 33. Cùng với chiều dọc tính cả chân càng thì sẽ là size 39 nha các bác. Ngang 33 và chiều dọc là 39 ạ. Với bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay nữa này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Centina Water King 275. Mã số 4 có giá là 2.180.000. Em qua mã số 5, mang đến cho các bác một chiếc Rado Simple Auto nha. Đây là một chiếc Rado form trứng cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đó. Form trứng, thân vỏ thép không gỉ, nốm zin nguyên bản này. Và phía dưới mặt đáy thì có các biểu tượng Rado ba cá ngựa ở đây. Dây khóa lụa linh kiện nha. Em này thì sẽ có cái phần mặt nền thiết kế với những cái đường vân kẻ chìm trên phần mặt. Đặc biệt là cái phần cọc số siêu mảnh có cài đá đen cùng với một ô click cock 3 giờ nha. Form rất là sang cho các bác luôn ạ. Chiều ngang size 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 40. Đấy. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay cho các bác nữa nhé. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này thân vỏ thép cực kỳ sáng luôn nha. Rado Simple Auto máy cơ tự động có hỗ trợ quắt tay. Đó, form trứng. Mã số 5 có giá là 2.280.000 ạ. Em tiếp tục qua mã nha. Technos Super Crown, một trong những phiên bản cao cấp của thương hiệu đồng hồ Technos. Đó, rất là đẹp. Đặc biệt là cái phần mặt kính, cái thiết kế mặt kính này là phải tốn rất là nhiều thời gian cũng như là cái công nghệ cực kỳ tốt thì mới có thể tạo ra được cái mặt kính này các bác. Em này rất là giá trị bởi thiết kế cái mặt kính này. Đó, tạo hiệu ứng bắt sáng cực kỳ tốt. Cọc số dạng khối và có một ô click cock 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ, nốm zin nha các bác. Dây khóa lụa và phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos ở đây. Em này sẽ có chiều ngang size 37, ngang 37 và dọc sẽ là size 40 nha. Đó. Sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quắt tay nữa này. Các chức năng hoạt động tốt. Size rất là lớn nha. Các bác nào mà cổ tay to một chút là đeo này thoải mái luôn này.
Techno Super Crown. Tự động thụy sĩ có hỗ trợ quất tay, dây khóa lụa linh kiện. Đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này. Bộ máy của chiếc này thì lên đến 30 chân kính nha các bác. Vành tóc gai. Tình trạng máy hoạt động cực kỳ tốt luôn. Đấy, máy rất là đẹp và sáng nha. Máy 30 Jewel. Bộ máy 2472 và đây là một bộ máy ETA. Phía dưới mặt bên trong này có khắc tên cùng với lại biểu tượng. Thông số máy Swiss rất là đầy đủ luôn ạ. Nói chung là Technot thì cũng là một thương hiệu mà rất là yên tâm để cho các bác sử dụng nha. Thương hiệu lớn, cao cấp đấy ạ. Chiếc này có mã số 6, giá 2.880.000. Tiếp tục em qua chiếc số 7 sẽ là một chiếc Osto, máy cơ tự động 20 năm Jewel của đồng hồ Thụy Sĩ nha các bác. Đây là một chiếc Osto, vẫn còn giữ được tình trạng độ mới cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Thân vỏ thép không gỉ, sáng bóng luôn này. Cọc số trải tia, có một ô cửa lý cóc 3 giờ. Cọc số dạng khối nha các bác. Đấy. Em này sẽ có chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc size 40 nha, 39 ạ. Ngang 34 và dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đấy. Tình trạng máy hoạt động tốt. 25 Jewel. Mã số 7 có giá 2.180.000. Tiếp tục qua mã và mang đến cho các bác một em đồng hồ cổ đến từ thương hiệu Caravan nha. Nói về Caravan thì đây là một cái thương hiệu mà đã ngưng sản xuất rồi nha các bác. Đây là một chiếc Caravan của Thụy Sĩ. Trước đây thì nó là một nhánh của thương hiệu đồng hồ cao cấp Bulova. Và sau những năm thập mươi niên 80 thì thương hiệu này đã ngưng sản xuất. Và một thời gian sau đó thì nó chuyển nhượng lại cho Nhật các bác nha. Cái mẫu Caravan này thì nó là một cái phiên bản cổ được sản xuất vào khoảng những năm thập niên 60. Đó, mang cái phong cách hơi hướng cổ điển. Đó, màu mặt trắng ngà này, cọc số dạng khối và có một lịch cóc 3 giờ. Và cái form máy của em này thì nó là một cái dạng form vuông cạnh bầu nha các bác. Thân vỏ dày dặn. Đó, vỏ thép, nốm zin này. Đấy. Phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu cùng với các thông số máy ở đây. Dây khóa linh kiện nha. Đấy. Em này thì cái form máy bề ngang nó khá là dày dặn. Chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc sẽ là size 39 này. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nhé. Lịch thì sẽ là lịch 912, một bộ lịch cổ cho các bác này. Bây giờ thì rất là ít các cái dòng máy mà còn cái lịch 912 như thế này. Đấy, sưu tầm mấy cái dòng này chơi rất là hay luôn. Đấy, lịch 912 nha, vẫn còn hoạt động rất là tốt. Lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này thì khi mà đeo ở trên tay, cái cảm nhận nó mang một cái led rất là vintage, hoài cổ cho các bác. Sưu tầm thì quá là tuyệt vời rồi. Một thương hiệu mà nó đã ngưng sản xuất thì nó thuộc dạng là hàng hiếm nha các bác. Hàng hiếm mà lịch còn lịch cổ, lịch 912 nữa thì sưu tầm tuyệt vời luôn. Em này giá thì rất là tốt, 1.680.000 thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Chốt đơn cho em chiếc này với mã số 8 nhé. Ngay trên tay em đây đang là một chiếc Orient đến từ Nhật Bản, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Sở hữu màu mặt xanh sạc cừ. Đấy, em này mặt sạc cừ rất là nổi bật nha. Cọc số trải tia và có một ô cửa lịch 2 ngăn góc 3 giờ. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Đặc biệt là chiếc này vẫn còn giữ được tình trạng rất là tốt luôn các bác nha. Có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm ạ. Ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em nha. Dây khóa zin. Phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu này. Đấy. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa luôn. Chiều ngang sẽ là size 36 cùng với chiều dọc sẽ là size 40 nhé. Với bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa.
27 dây queo. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa này. Rồi và trên đây là bộ máy bên trong của chiếc Orient này nha các bác. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của Orient, máy 42970 nha. 27 chân kính nguyên bản của Nhật này. Tình trạng máy thì hoạt động rất là tốt. Em này máy cực đẹp luôn này, bánh đà chạy cực kỳ êm, nhạy. Zin toàn bộ 100% từ phần dây khóa cho các bác. Rồi và bác này yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn em mã số 9 với giá là 2.180.000 ạ. Em qua chiếc số 10 nha, Slava. Một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của Slava được sản xuất vào đầu những năm thập niên 80. Em này thì với bộ máy cơ tự động 27 chân kính các bác nhá. Nó màu mặt đỏ cam này, kim cọc vàng, có lịch. Màu mặt thì hơi có. Em này thì sẽ có phần thân vỏ bên ngoài là vỏ được bọc vàng au 10 các bác nhá. Đấy, có triện luôn ở đây này. Nước vỏ vàng bên ngoài đẹp nha. Đáy thép. Chiều ngang size mặt 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 43. Là bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả có tay nữa nha. Mặt hơi một chút lấm tấm với vết bụi thời gian. Này thì về nhà các bác mình muốn đẹp hơn thì mình lau chùi vệ sinh đi một chút nhá. Đấy. Slava máy cơ tự động 27 Jewel, mã số 10, giá 1.480.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo, số điện thoại 0936050424, em đã ghi mà ngay bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo nhé.